Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên lo bầu Thưa các bạn Sau những thành công vang dội của model 301 series 3 Được toàn thế giới đón nhận một cách rất là nồng nhiệt Thì đến năm 1996 Thì hãng bầu lại tiếp tục cải tiến Và model 301 Để cho ra đời 301 series 4 thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với chúng ta Vậy thì model 301 series 4 Có những cái gì khác biệt với series 3 Và cũng lý giải Là tại sao nó Cái giá của nó Giá tiền của nó Lại kém series 3 Và liệu nó giá tiền nó kém hơn series 3 ờ, Có thể nói rằng nó chỉ bằng một nửa Ra ra một nửa chút thôi Đấy thì ở, Âm thanh của nó có ra cái gì không đúng không ạ thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn uh, một cái model 301 series 4 model này được sản xuất từ năm 1996 đến năm 2002 hai. vẫn với cái trường phái thiết kế là nhỏ gọn thì chúng ta thấy rằng 301 series 4 nó được thiết kế có phần nào đó lại còn nhỏ nhắn gọn gàng hơn cả seri ba cơ. Đúng không ạ? Đấy với hai cái đường vát góc ở phía trên này, hai cạnh đối diện này. Đấy là vát góc. cho trên chúng ta lại càng nhìn nhận nó càng cảm thấy là nó nhỏ nhắn hơn seri ba rất rất là nhiều. Thế thì kích thước của nó liệu nó có nhỏ hơn seri 3 thật không? Để chúng ta hãy xem. Nếu như ở seri 3 bề ngang của 301 series 3 tôi nhớ không nhầm là 7 à, là 43,2 thì với cái chiều ngang của 301 series 4 thì chỉ có 41,5 thôi. Thực sự là nó ngắn hơn series 3 thật các bạn Đấy. Chiều sâu lúc này thay vì 24 thì lúc này nó chỉ còn có 22,2 22,2 nếu mà tính cả căng nữa thì là được 23 rưỡi như vậy là chiều sâu cũng ngắn ngắn hơn xây vào một chút thế còn chiều cao thì chúng ta thấy rằng cũng nhỏ hơn sơ 3 1 cm cụ thể là chiều cao có 26 cm như vậy cả kích thước của cả ba chiều của model 301 series 4 thì có phần nào đó nhỏ nhắn hơn seri 3 một chút thật. Và lại được thiết kế là bo vát hai đầu. Đấy cho nên là trông nó lại càng nhỏ. Phải không ạ? Trông lại càng nhỏ, nhỏ nhắn hơn. thế nhưng mà nó có một cái gì đó nó hiện đại hơn. Đấy, tôi nhìn thấy nó có một cái gì đó nó hiện đại hơn, nó tinh tế hơn một chút. Thế cái seri 3 thì tôi thấy nó truyền thống quá, vuông vắn phải không ạ? Đấy, đó là về kích thước Thế còn về cấu trúc về chất âm thì sao? Chúng ta thấy là cái loa bát của 301 series 4 đã có sự thay đổi đột phá. Trước hết là phần rốn loa là chúng ta thấy là rốn này là đã rốn à, phát thoát hơi rồi. Và cái loa bát được đẩy vào chính giữa vị trí của thùng loa. Chính vì vậy mà nó cho âm bát tốt hơn series 3 Ấm bát chắc chắn là tốt hơn Và bản thân độ bền của cái loa bát của series 4 này Nó cũng bền hơn Bởi vì nó thoát nhiệt được Cái rốn trong này nó, nó thoát nhiệt được ra ngoài nên Nó giữ cho cái côn loa chạy ở cường độ lớn Nó không bị nóng như vậy là về cái giải bát thì chắc chắn là tốt hơn, hơn rồi Nếu như ở series 3 thì mỗi một chiếc loa được lắp hai loa tép 3 inch nối tiếp với nhau. Đấy như vậy series 3 thực chất là loa hai đường tiếng phải không ạ? Thì sang đến series 4 hãng sẽ chỉ lắp một cái loa chung 3 inch kích thước của cái loa này đúng bằng cái, cái loa tép của series 3 nhé. 3 in thôi. và một cái loa tép ở đằng trước đường kính 2 inch cấu trúc ở bên trong của nó ấy, thì nó dùng hai tụ để chia tách tiếng tức là một cái tụ để ra tiếng trung và một cái tụ để ra tiếng tép như vậy có thể nói rằng có thể thôi ạ là đây là một chiếc loa ba đường tiếng với cái giải trung được tách riêng thể hiện ở cái loa bên này và giải tép thể hiện ở loa này thế thì với cái cây cấu trúc như vậy thì về mặt kỹ thuật thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là series 4 sẽ thể hiện đầy đủ các cái giải nhiều hơn là series 3 nó có giải chung có giải tép cao Đấy, chắc chắn là hơn Đúng không ạ Đấy, cụ thể như đôi loa tôi có trong tay ở đây tôi có ba đôi thì đôi này đôi đẹp nhất tôi lôi ra tôi 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 quay phải không đôi này thì rất đẹp bên đằng sau các bạn thấy này nó cũng không có xước sát gì mấy đây là một đôi loa nguyên zin và trùng đôi ốc tôi cũng chưa tháo thế thì với những cái thay đổi như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nghe những cái bản nhạc à, hàn lâm thì rõ ràng cái series 4 này nó thể hiện tốt hơn này tốt hơn để nó đầy đủ các giải nhiều hơn bát để trùng tép đủ trong đó giải bát thể hiện tốt hơn rồi chắc chắn tốt hơn rồi thế còn giải uh, tép cao thì vì nó được sở hữu một cái tép nhỏ như thế này cho nên là cái giải tép cao nó thể hiện cũng tốt hơn trên với những cái bản nhạc Hàn Lâm nhạc điện, uh, điện tử thì chắc chắn rằng anh c4 này anh ấy sẽ thể hiện tốt hơn series 3 khá nhiều Vậy thì tại sao mà ở thị trường Việt Nam thì series 4 lại rẻ hơn series 3? <laughs> cái này mới là cái vấn đề vào không ạ? Thế nó rẻ hơn series 3 do một số những cái yếu tố. yếu tố thứ nhất là về góc độ thẩm mỹ, người Việt Nam chúng ta thì vẫn không khoái lắm, không thích lắm, không hợp gu lắm với những cái loa nó méo méo mó nó vát vát kiểu như này trông nó không được đường bệnh đấy là về góc độ thẩm mỹ. Về góc độ âm nhạc thì người Việt Nam chúng ta thông thường thì hay nghe những cái nhạc những cái bản nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc đỏ. Thế rồi chúng ta nghe nhạc trữ tình là nhiều. Thế cho nên là hầu như những cái bản nhạc đó những cái thể thể loại nhạc đó chúng ta thì cái giải siêu tép cái giải tép cao này thì chúng ta cũng không không cần thiết lắm. Thế cho nên là cái việc là, uh, bố trí thêm <laughs> bố trí cái tép cao này thì nó cũng không phù hợp với cái tai nghe nhạc Việt của phần lớn số đông người. Nó không không được phù hợp. <laughs> Đấy là về cái gu âm âm nhạc thì nó hoàn toàn là tôi thấy rằng là cái series 4 nó không hợp với cái gu âm nhạc của người Việt của phần lớn người Việt đấy chính vì vậy mà nó được người Việt Nam chúng ta đón nhận cũng không được hào hứng bằng cái model 3 đầu series 3 cái nguyên nhân thứ ba đó là khi mà karaoke xuất hiện thì người Việt Nam chúng ta hay dùng loa bâu để hát karaoke Thế mà cái loa bâu dùng để hát karaoke thì cái CD3 nó lại thể hiện cái lời hát của chúng ta tốt hơn bởi vì nó có hai cái loa tép 3 in nối tiếp với nhau thế cho nên là nó thể hiện cái cái giải chung nó tốt hơn nhiều tốt hơn rất nhiều cho nên là người Việt chúng ta thích thế còn giải bát tốt hơn của anh này thì đã có loa sút nó đỡ rồi cả bạn đồng thời khi mà chúng ta lắp một cái dàn karaoke thì thông thường chúng ta lại phối hợp hai đôi loa hai đôi Đấy, chính vì vậy mà nếu như đánh độc lập một đôi này thôi thì anh này anh hơn thế nhưng mà khi mà chúng ta phối ghép hai đôi mà thông thường là phối ghép với một đôi loa lớn Đấy, chẳng hạn như cái model 501 sau lưng tôi hoặc là 601 Đấy, thì lúc này cái giải bát của cái đôi loa lớn kia nó đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người nghe và cái đôi loa nhỏ nó chỉ đóng vai trò là cái loa lời đấy, cho nên cái nó cũng lại càng không cần thiết với cái giải bát mạnh đấy, đấy, chính vì tất cả những cái lý do như vậy mà người Việt Nam chúng ta ở thị trường Việt Nam chúng ta đấy, chúng ta đón nhận cái series 4 này nó không được nhiệt huyết bằng cái series 3 là vì thế và đó cũng là một trong những nguyên nhân rất cơ bản tác động phần lớn dẫn đến cái giá của cái 301 series 4 này nó rất rẻ. Nó rất rẻ. để nó chỉ đâu đó bằng già già nửa cái 301 series 3 thôi. Thế vậy thì lời khuyên với các bạn là gì? nếu như các bạn xác định là cái bộ dàn của chúng ta chỉ dùng một đôi loa chỉ một đôi thôi nhé không gian nhỏ và chúng ta nghe những cái thể loại nhạc mới nhạc điện tử Đấy thì các bạn nên dùng Siri 4 Thế còn nếu như mà các bạn xác định rằng bộ dàn karaoke của các bạn mà có từ hai đôi loa trở lên Tức là chúng ta phối ghép và cái gu âm nhạc của các bạn là các bạn thích hát những cái bản tình ca, để hát những cái loại nhạc đỏ hoặc là nhạc bolero, nhạc vàng thì các bạn nên sử dụng series 3. Đó là lời khuyên của Ngọc Khánh dành cho các bạn. Thế ba 301 series 4 này thì hiện nay tôi có 3 đôi đều vân gỗ cả. Ba đôi loa này đều nguyên zin và trùng đôi. À, với cái mức giá là 8 triệu 500 nghìn một đôi à, Các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại